Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì gió biển đang đi tới khu chợ Đập, xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Và nơi đây thì bán rất là nhiều những mặt hàng hải sản, đầy đủ các loại tôm, cua, ghẹ, mực và cá các kiểu nha mọi người nhá. Này rất là đông khu dân cư và dân ngoài này thì khá là giàu có mọi người ơi. Ra đây thì mọi người có thể mua những ngư cụ đánh bắt cá nữa. Đấy, ngoài này đầy đủ đây, lưới niếc là đầy. Đó, mọi người có thể mua với cái giá nó rất hợp lý. Về phần cơ bản thì ngoài này thì người ta theo đạo Công giáo nhiều và dân cư ở đây rất là giàu có. Ở phía này có mấy cây cảnh khá đẹp. Đường quê ở Hải Hậu rất là sạch đẹp mọi người, không có bụi mấy đâu. Tại nơi đây thì cũng không có những cái công trường xây dựng hay là như nào cả. Trước kia thì ở Hải Hậu là một cái gần như kiểu là khu làng nghề để trồng cây cảnh. Vào những cái xã phía bên trong kia thì rất là nhiều những cây cảnh đẹp. Và có một cái thời điểm là nhiều người phất lên, giàu lên vì cây cảnh. Nhưng sau một cái khoảng thời gian thì sẽ chìm xuống. Và cũng giống như kiểu lan cũng thế. Lan cũng có một thời phát nên rất là nhiều người làm giàu vì lan. Nhưng cũng có nhiều bác thì mất nhà mất đất vì lan. Đó. Mất nhà mất đất vì em lan mọi người ơi. Đấy, tới đây thì gió biển tới chỗ khu vực cầu Liên Thuận. Cầu Liên Thuận, xã Hải Xuân mọi người. Đi thẳng con đường này thì sẽ về hướng thị trấn Cồn. Khoảng vài cây nữa thôi. Ở ngoài khu vực ngoài này thì có những cái doanh nghiệp là thu mua muối và sản xuất chế biến muối bình thường thành muối iốt và xuất khẩu đi những cái nơi khác. Ngoài ra còn cái công việc là đánh bắt cá và nuôi trồng thủy sản của bà con. Và đây thì gió biển sắp đi tới cái đoạn khu vực đằng kia là khu đô thị thương mại Cồn Văn Lý. Đấy, thì gió biển cũng thấy được rằng là đang rất là phát triển mọi người. Phía ở chỗ đằng gần chân cầu Cồn kia thì đang mở rộng xây dựng khu đô thị. Có nhiều bác hỏi rằng là không biết có giải phóng mặt bằng nhà văn hóa với lại cái khu bãi máng Lâm Bão hay không, thì cái việc này gió biển cũng chưa cập nhật được. Và có lẽ là người ta sẽ làm một cái theo đúng sơ đồ thẳng tắp đó. Đây thì quý vị các bạn có thể thấy đây là phía công trường này. Đấy, chỗ này có nhiều cái chỗ gần như cái kho muối ngày xưa này. Đấy, phía bên cạnh này và cái biển trăng trắng ở phía bên tay trái này, cái xác cái ô tô này, đó là bản đồ quy hoạch dự án mọi người. Đây là công trường mọi người, rất là rộng lớn. Có điều là nó biển quay như thế này chưa thể quan sát được. Đây mọi người thấy không ạ, rất là rộng lớn luôn. Đây thì gió biển đã tới cầu Cồn rồi. Đấy. Đấy, có một số chiếc xe xanh SM ở ngoài này. Thị trấn Cồn cũng rất là phát triển nhưng không có là trung tâm của huyện nên cái việc mà các cơ quan hành chính thì không có đầy đủ tại đây. Và con đường ở đây thì có gì đó nó vẫn hơi có gì đó nó chưa được thoáng đạt như trên huyện. Ở thị trấn Cồn thì có cầu Cồn trong và cầu Cồn ngoài. Như bác nào mà về Hải Hậu mà bảo xuống Cồn thì phải nhớ xuống cầu Cồn trong hay cầu Cồn ngoài, không là sẽ bị nhầm địa chỉ đó. Và bây giờ thì gió biển xin kết thúc video tại đây, chia sẻ với các bác một số cái hình ảnh về đoạn từ xã Hải Xuân về tới thị trấn Cồn. Xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip lần sau.